Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn qua các bạn một quả kèo có thể x 1.000 lần tài khoản nha. Thì đầu token đó tên là LegoFi, đầu token của hệ của Metaverse nhé. Thì một số thông tin về cái đồng token này. Thủ tục phục phát hành là 1 tỷ, đã có 1.324 tài khoản order, đã phát sinh 2.168 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website kadamadrop.net. Trên truy cập website thì được mình để phía dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website. Bước 1, các bạn xem chắc contract. Các bạn có thể sử dụng copy contract nhanh ở đây này. Sau đó các bạn quay sang đấy với ví MetaMask của các bạn hoặc ví chủ đăng lớp của bạn nhé, các bạn thêm vào. Ở đây mình đã thêm rồi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại cái website của Lam Aerodrop.net nhé. Đấy, truy cập vào bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây nha. Đó, thì nó hiển thị lên cái bảng kết nối với ví của các bạn, thì các bạn nhấp kết nối nha. Ở đây chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc vào 57 ngày nữa. Đó, các bạn nó chỉ cho các bạn mua rồi nha. Bắt đầu mua nhá. Đây, số dư ví là 1 BLB đây nhá. Bài token này. Một BLB này. Một BLB. Con sóc ở đó này, có khi con sóc này. Một trăm ngàn nego nhá.